Cả nhà hôm nay Thảo ghé tại Cần Thơ đó cả nhà, thăm hoàn cảnh của mấy cha con này cả. Đây là mọi người cùng với Thảo đi vô căn đi. Chào mấy con nha, đây là mấy đứa con của anh đó hả anh? Chào chú. Chào chào con. Thôi ngồi vô nhà đi, vô nhà chú hỏi thăm đi. Ngồi nhà dưới anh hả? Ngồi nhà dưới. Đi lên đi. Đi lên. Thả em lên cầm. Chăm bỏ nó ra đây kia. Là đây là bốn chị em đây hả? Bốn chị em. Dạ. Đâu, đi vô nhà đi chú hỏi thăm coi. Rồi ngồi xuống chú hỏi thăm coi. Ngồi xếp bàn lại đi, đúng rồi, gọn gàng ha. Anh vô đang đứng tối anh. Dạ. Dạ. Cho em hỏi thăm anh, hỏi tên anh cái được không? Em tên Nguyễn Văn Vũ anh. Nguyễn Văn Vũ anh hả? Đúng rồi. Nguyễn Văn Vũ, anh Vũ năm nay bao nhiêu rồi? Em năm 36 rồi. Dạ. Thì bữa hôm em quay cái mấy cái hoàn cảnh trong này nè, cái anh ấy nói là có cái hoàn cảnh của năm cha con này cũng đáng thương lắm. Nheo nhóc à, anh đi làm đi. Anh đi gặt lúa hả? Đi vác lúa, đi xả lúa. Đi xả lúa mướn, vác lúa mướn. Nói chung ai mướn gì thì mặn cái đó à. Dạ, để kiếm tiền lo cho mấy đứa con ha. Dạ. Dạ, rồi giờ anh đâu rồi anh? Bỏ theo trai rồi. Trời ơi, thôi vậy đó hả? Dạ. Tí chị đi lâu chưa anh? Đi hồi tháng 4 vừa rồi đó, tới giờ. Vậy là mới thôi hả? Dạ. Nhưng mà anh có sao không mà chị đi vậy? Lúc trước vợ chồng cũng màng, em màng không lỡ xui em té gãy cọng xương sườn chỗ này nè. Dạ. Sống cô ấy ở được tháng lại mấy bữa cô ấy bỏ đi theo người ta. Vậy hả? Là có nghĩa là anh đi làm. Đi làm hay là đi đâu mà té? Đi làm rồi mình té. Thì cái đó. Cái đó lý do nó cũng chính đáng thôi, chứ mình đi làm lo cho vợ cho con thì bị té thì có gì chị lo lại chứ sao chị. Ai biết đâu, tại vì lúc trước thì đi làm tối ngày, sáng mở mắt ra đưa mấy cháu này đi học xong rồi về là đi màng. Dạ. Còn nhầm bữa mà đi màng sớm thì cho vợ đưa mấy cháu này đi học. Dạ. Không có thời gian rảnh, không quan tâm, rồi cũng lo làm kiếm tiền không ngờ. Dạ, nghe mọi người nói anh chịu làm lắm đúng không? Tối anh còn đi sượt cá. Đúng rồi, đồng ngày đây nè, nói chung là màng không có giờ nghỉ. Dạ. Nghe thôi, Thảo nghe nói gì đó. Dạ. Bây giờ là ngày là đi đi xà lúa, đi gặt lúa. Dạ. Dạ. Rồi tối là đi kiếm cá cho mấy cha con ăn. Đúng rồi. Dạ. Giờ có nhiều thì mình bán. Dạ. Bán kiếm mua lại ăn. Dạ. Ngồi đàng hoàng con. Anh về bố, con gái yên lặng coi chú hỏi thăm coi. Bốn bé có còn được đi học không anh? Tại vì hôm qua chừng hai bé này trơn em đi màn suốt đó. Dạ. Rồi hai đứa này không có học được. Ở nhà là chừng em đó. Dạ. Với nhà cửa đó. Vậy lớn có đứa nào đi học luôn? Đứa này nó học lớp 5, đứa này nó học lớp 4. Còn hai đứa này nó học lớp lá nhưng mà không có khả năng lo cho nó học nổi, cho nó nghỉ hết luôn rồi. Trời ơi. Như là đây là chị hai đúng không? Này là thứ hai, thứ ba. Chú Thảo hỏi con tên gì con? Chị hai nè. Tên gì? Tên gì? Con họ tên đầy đủ á. Nguyễn Thị Duyên. Nguyễn Thị Duyên, năm nay Duyên là mấy tuổi rồi nhỉ? 11 tuổi, đúng không anh? Dạ đúng. Còn chị ba tên gì? Dạ con Nguyễn Thị Duyên. Nguyễn Thị Diệu. Nguyễn Thị Diệu hả? Tên mà không nhớ luôn à. Con là gái là Thị, con trai mới Văn. Diệu năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? 10. Là đứa 10, đứa 11 đó anh hả? Là đứa học có 4 lớp 5 á. Là hai bé vẫn cho đi học ha. Dạ. Hai chị em có tự đạp xe đi học hay sao anh? Tự đạp xe đi học. Con đi học xa không con? Dạ. Gần hả? Gần ngoài này. Hai chị em tự chờ nhau đi học. Đứa chở quận đi, đứa chở quận về. Dạ, hôm nay thứ bảy thì được nghỉ ha. Dạ. Phải không? Mà em cho nó nghỉ học cỡ tháng nay rồi. Hai đứa hả? Dạ. Sao vậy anh? Tại vì em đi làm mà suốt đó rồi không ai chừng hai cháu này. Trời ơi. Rồi với cơm nước rồi này kia nó xíu phần. Nếu mà cho đứa này đi học thì còn đứa này nghỉ chừng em không dẫn được. Nhưng mà thấy nó tình thương mà thương không đồng, thôi cho hai bốn chị em nó nghỉ. Tôi ở nhà. Chỉ phần mình nó đi học rồi đâu có tốn kém bao nhiêu đâu, thì nó không có tốn bao nhiêu chân á, nhưng mà ngặt cái đi mình đi màng tối ngày mới về, sợ nó nhà anh học hành rồi chuyện này chuyện kia, rồi thấy nó lo quá, lo đủ việc hết rồi, thôi cho bốn chị em nó nghỉ ở nhà đặng đi màng cho nó yên tâm, mấy chị em thôi hụt hủi trong nhà. Trời ơi,
thì chú Thảo hỏi cái này, hai em hai con học giỏi không? Học giỏi hả? Có thích đi học không? Thích mà bán cho đi hả? Bây giờ làm sao? Nói chú nghe coi. Nói sao? Giờ phải nghỉ thôi hả? Tại vì hoàn cảnh chứ cho cháu nó nghỉ học thì cũng thấy con ta từng tuổi này mà đi học. Đúng còn rồi. Con mình không đi học ở nhà. Nếu mà em cho nó đi học cũng vẫn được. Còn hai đứa này thì không ai chừng. Mà cho một đứa này đi học là ba đứa này ở nhà, một đứa này chừng hai đứa này cũng vẫn được nữa. Nhưng chị hay em nó nói thương chị không thương nó cho học này kia. Với phần đi màn tối ngày mới về tới nhà, mấy chị em đi màn thấy cũng lo không yên tâm. Thôi dạ. Cho bố chị em nó ở nhà, có ông bà cô bác gần đây có gì cũng ngó cũng được. À vậy hả? Rồi à. Bà nội còn không anh? Còn bà nhưng nội. Mà bà nội cũng nghèo khổ, bà cũng đi màn xa với phần có nho em nó xanh nó chảnh đó. Dạ. Rồi bà lên lo cỡ tháng mấy nay rồi. À vậy hả? Dạ. Ừ, em gái anh hả? Em gái, ngồi dạ. Đàng hoàng con. Là bà nội đi chăm cô và mấy bé này hả? Dạ. Ừ. Em là bà nội thì ở gần đây hả? Bà nội thì cũng ở gần đây nhưng mà bà đi màn ở ngoài Bình Dương quá không à? À chứ thắng gửi được ha. Dạ. Nếu mà có bà nội, ông bà nội ở gần gửi thì mấy cháu nữa đi làm cũng đỡ. Dạ. Dưới này mình có ruộng vườn gì không? Không, ta quanh năm đi làm mướn mà hết vụ lúa thì xuống sông đi kiếm cá. Dạ. Rồi tới vụ lúa lên bờ vác lúa, tới vụ thì đi xả lúa. Vậy đó. À, rồi hết không có việc gì làm mà đi làm hồ. Ừ. Nói chung là ai mướn cái gì cũng mặn chân. Dạ, đi làm ngày đó, ai mướn gì là làm đó đó. Ừ, chèo cây dừa, bẻ dừa cũng chèo luôn. Dạ. À. Cha, cái giờ con nói gì vậy cha? Con ngồi đàng hoàng, cha tâm sự nói chuyện. Cha, cái giờ con bị... Rồi anh đi làm cả ngày gì là buổi trưa rồi là mấy bé từ nấu cơm anh hả? Sáng giờ tỉ như đi màn sớm đó, nấu cơm sớm là đồ ăn để cho mấy cháu ở nhà. Dạ. Rồi mới đi màn. Rồi tới chiều về thì cũng làm vậy đó, cha con về sớm thì làm sớm ăn sớm, còn làm trễ ăn trễ. Dạ. Hôm nay là nghe thông tin Thảo xuống là anh ở nhà đúng không? Dạ đúng em rồi. Em nghỉ ngày ha. Ờ. Dạ. Rồi chú Thảo hỏi hai con này, vậy cha đi về nhà là con từ bới cơm rồi các em ăn hả? Dạ. Ai bới? Chị hai bới hả? Dạ. À, con ngồi xuống đàng hoàng này. Rồi. Cha mình đi ngồi nha. Con xin rồi. Thì ngồi đàng hoàng đi, sao cha nói một tiếng không nghe chứ? Con gái. Rồi mẹ đi về là mẹ có nói gì không? Nói vậy luôn. Có đợt đó em khổ quá khổ rồi, cái em mới điện cổ em nói giờ con nó từ trường học rồi, xuống ngồi đàng hoàng con ngồi đàng hoàng. Cái nói bây giờ thì bà không thương tôi á, thì thôi bỏ cũng đành thôi, con thì cũng hai đứa tạo gia không à, mà bạn có tiền mà gửi gì cho con ăn học, lo tiếp tôi. Nó không gửi, nó không nói gì chứ, nó không gửi. À vậy là anh dụ tới 2 giờ hả? Dạ, 2 đời vợ. À, cái hai bé này là của... Cái này là không phải là 2 đời vợ. Cái này là con riêng của vợ. Bé thứ hai nè. Dạ. Là em đi làm gặp vợ làm lỡ với người ta. Dạ. Là có bầu. Rồi em mang dưỡng cổ với sanh đẻ cho lo cho cháu này. Rồi. À, rồi tới lớn luôn rồi cổ đi, cổ bỏ lại cho em nuôi luôn. Thì lạ à. Vậy. À. Em nghe câu chuyện mà nó hiếm có gì anh. mà em không hề nghĩ là con riêng, không hề nghĩ con riêng. À. Thật sự. Dạ. Nghĩ là bốn đứa con này là mình thương đồng đều với nhau luôn. Dạ, đúng không? Đồng đều. Nếu mà thật sự em không thương cháu này, em cho cháu này nghỉ học, em cho nhỏ này đúng nghỉ, rồi, nghỉ chính học xác, đó. Nhưng mà em suy nghĩ, em nói nếu mà như vậy nó suy nghĩ, nó cũng có cái nhận xét là mình thương không đồng, đúng. Mà chẳng thà cho nghỉ hết. Dạ. Bé này thì con ruột anh. Dạ, con ruột. Ừ. Là chỉ là có cháu này hả? Ừ. Cháu này là lúc gặp là còn có từng lái nó xanh đó. Dạ. Là gặp rồi bay vô là lo xanh đẻ luôn, tới lớn luôn. Vậy hả? Rồi, mà, rồi xong rồi có tiếp ba bé sau hả? Dạ. Có ba đứa sau này là, dạ. là con anh với chị đó. Dạ. Nhưng mà rồi đùng cái là chị cũng bỏ anh chị đi luôn. Dạ. Trời ơi, cái câu chuyện gì mà sao mà mình sống tốt vậy mà sao mà gặp cái cảnh gì lạ đời vậy anh? Mà em thì không có biết, tại vì cổ thì bán số từ sáng tới chiều hả, 1 giờ 12 giờ mấy mới về, còn ra ngoài đường thì cổ làm cái gì thì em không biết nha. Dạ.
nhưng mà cổ có lần mấy lần cổ quậy bể nợ em trả nợ muốn khùng luôn á. Vậy đó. Ờ, chính sửa các cái nhà trước rồi ở, có gì tại vì có vợ có chồng có bốn mặt con rồi mình màng mình lo nhà cửa lo gia đình. Cổ quậy trả nợ cổ đợt đó không trăm mấy chục triệu là hết tiền sửa nhà luôn. Rồi xong rồi cái cũng có vợ chồng cũng có xích mích chuyện gia đình này kia đó, cổ làm nhiều việc cổ không có nghĩ mình là trụ cột trong gia đình, cổ muốn mặng gì mặng, cổ muốn làm gì làm, cổ muốn hỏi tiền ở ngoài xã hội đen, hỏi tiền góp tiền tháng gì ai hỏi thì hỏi ha. Yeah. Chứ không hỏi, còn như đặt ví dụ như tiền mình mặn dư hay mình mặn có tiền mình sắm vàng mình đưa vợ cắt đi, không hề nói ông ơi tôi bán ha, tôi làm công chuyện gì, không hề nói tiếng nó muốn làm gì làm à. Rồi thấy từ chỗ đó buồn bã, rồi em cũng có nói qua vợ con nữa, nhưng mà nó nói nó bán ăn chơi, nó cầm ăn chơi đó. Rồi mình xích mích chuyện gia đình mình cự cãi, rồi có đôi lần những cái cô bỏ đi luôn. Dạ vậy thôi, bây giờ đôi khi bây giờ cái hoàn cảnh vậy thôi, anh từ ngắn làm lo cho mấy bé thôi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Khi mà chị đi về cái bé này chị cũng gửi lại cho anh vậy luôn á hả? Lúc đầu đi tiên á, cô đi là cô dẫn bé này. Dạ. Với bé đó với bé nhỏ đó đó, còn chừa lại cho em có một bé này à. Dạ. Cô đi sống được với người đó được 2 tháng mấy trời. Ừ. Cái cổ điện gì à? Bữa đó cái cổ kêu mày ta mày tớ không à nghe. Cái xong bữa đó điện gì cô nói anh ơi. À, tôi hỏi bà nói tôi cái gì, nói bây giờ em lo con hết nổi, em gửi con về cho anh. Tôi nói con tôi với bà, vợ con thì không có bỏ, mà tại tự bà đi tìm cuộc sống mới của bà thôi. Bây giờ bà nuôi không nổi, bà gửi gì bà thì tôi nuôi chứ sao giờ, tôi đi xin ăn, tôi cũng nuôi con tôi nữa. Dạ đúng rồi. Rồi nói gì đó, cái cổ kêu xe đò ở đâu á, xa lắm, chở về đây, chủ xe đò lấy em 250.000 tiền xe đò. Dạ. À. Mà thấy nó không thi gần, không phải máu mủ của mình. Nhưng mà nó cũng thương đúng không? À, dạ. Mà nó tìm về mình là dạ. Là nó nghĩ mình là cha nó rồi là dạ. Em không nói thiệt, em không hề nghĩ luôn. Trong lương tâm em không hề nghĩ luôn. Dạ, cái gì dạ, dạ. Nghĩ là con, thương là thương điệu hết. Ồ anh hay quá, không có đã không có gì mà giờ chị bỏ đi rồi mà còn chăm con của chị luôn á. Ừ. Tính ra là không có máu mủ ruột thịt gì luôn á. Ừ. Hay quá ha. À, hồi nãy là bé lớn nói tên gì em quên nè. Nguyễn Thị Duyên. Duyên hả? Duyên. Bé này là Diệu đúng không? Diệu. Duyên Diệu. À. À. Rồi bé kế là Huyền. Huyền là mấy tuổi đã anh nhỉ? 4 tuổi à, Tết 4 tuổi thôi à, hả? Tết nữa mới được 5 tuổi. Ồ, nhỏ. À. Rồi bé Út là bao nhiêu tuổi anh? Mới có 2 tuổi, Tết mới được 3 tuổi. Ừ. Chăm nhà đóng cửa là ra đây chăm Duyên cứ thả hỏi cái này con. À, bây giờ là mẹ đi về rồi đây, bây giờ con sống với ba Dụ đúng không? À, ba có thương con không? Có. À, con có nhớ mẹ không? Không. Mẹ tệ quá ha. Nhưng mà thôi, giờ mẹ tệ vậy nhưng mà ba thương là được rồi ha. Gắng mà lo cho phụ ba chăm sóc mấy em ha. À, biết làm gì không? Biết làm việc nhà không? Biết. Biết luôn hả? Mới nó giỏi lắm. Sáng thì những cháu này á, dạ. Thì giữa chén, còn em nó thì em đi kiếm cá đó, còn như cá chị Vinh, cá chốt, cá sạc, cá gô á, nó đi bán. À, con bưng cá đi bán hả? À, nó bưng cá. Ôi đi bán. Trời. À. Bán rồi con biết tiền không? Biết. Ừ. Biết. Rồi em á thì dọn dẹp nhà cửa, em nấu cơm, chừng nào xong cái cha con làm đồ ăn hết, cái súng dọn nhau cha con ngồi ăn. Dạ. Ăn rồi xong rồi em đi xịt cá tiếp, kiếm dạ. Cá tiếp. Dạ. Hoàn cảnh mình nó khó khăn nhưng mà mình đông đầy tình cảm. Dạ. Yeah. Nhìn vô là thường thường là vô nhà là em hay hỏi mấy bé nhỏ thôi. Yeah. Em hỏi cái câu chuyện là em hỏi mấy bé nhỏ. Mấy bé nhỏ là con nít không biết nói dối. Yeah. Thấy ba rất là thương luôn á. Yeah. Ừ, thấy anh rồi hỏi xung quanh hàng xóm ai nói nó thương con lắm, nó chịu làm lắm. Yeah. Nhìn nghe gì được em cũng thường thường đôi khi quay hoàn cảnh vậy thì đôi khi hỏi vì sao vợ bỏ, đôi khi nhậu nhạt quá vợ chịu cũng nổi bỏ nhưng mà rất là chịu làm nhưng mà không biết sao. Tại vì sống và phụ nữ là một cái vật chất. Ừ. Hai nên cuộc sống cao sang. Em á nói thiệt em không có biết nhậu. Dạ. Mà cũng không biết hút thuốc luôn. Dạ. Thì ngày bà xã đi buồn ngủ không được, có một tháng mấy trời làm hút là một đêm với một ngày là gần 3 gói thuốc tại. Dạ. Buồn nhớ buồn quá, nhớ rồi từ đó giờ hút tới giờ luôn. Dạ. Không có biết hút thuốc, không biết hút thuốc. Nhưng mà anh có nhậu ha? Dạ, không có nhậu. Tiệc. Dạ. Đó là không nhậu. Thôi gắng làm lo cho mấy. À. Bé. Chứ mình rất là tiếc. À. Bây giờ cái hoàn cảnh mình vậy cho mấy bé đi học đó.
nếu mà ví dụ cho được hai bé lớn đi học thì hai bé nhỏ phải có tiền để gửi trẻ nữa, đúng rồi đúng không, nó khó ở cái chỗ đó. Nói chung là cuộc sống thì tự mình vươn lên, mà mình nói thì ra hết thì xã hội cũng không giúp mình được hết, để tự hoàn cảnh của mình sống mình lên số đó. Mình tự vươn lên chứ nó gặp khó nhiều cái lắm. Đủ hết, nếu mà học thì lo rồi đủ thứ tiền hết. Dạ, tiền sách, tiền vợ, tiền áo, tiền quần cũng đủ thứ đó. Rồi cái tiền đó nó như tiền chết rồi, như là tiền ăn sinh hoạt hàng ngày, như tiền cháu đi học. Rồi đi học rồi mặn không được rồi nhà trong hai cháu nữa sao? Dạ. Không nghĩ hết. Cho nhà trong đi làm. Anh hồi nãy em hỏi mà em quên tên anh rồi, anh là tên Vũ đúng không? À Vũ, Nguyễn Văn Vũ. Dạ. Anh nói Nguyễn gì? Nguyễn Văn Vũ. Nguyễn Văn Vũ. Dạ. Thì cái câu chuyện anh Vũ mọi người nghe từ đầu đến cuối thấy cha con rất là đáng thương luôn á. Dạ. Anh mặc dù nghèo khổ nhưng mà anh nghị lực anh cũng vươn lên, anh tự đi làm để lo cho các con, chứ không có kiểu mà buông xuôi hay là không kiểu mà khóc lóc kể lệ nhiều. Đàn ông mà. Dạ. Phải cố gắng đi làm mọi thứ để lo cho mấy con. Anh Vũ cho em hỏi nhà mình được mấy anh em anh? Mà bốn chị em. Bốn chị? Có mình anh trai hả? À mình anh đó hả? Mà số em thì nó cũng không được may như người ta. Cũng cha mẹ cũng gãy đổ. Rồi ở bên đây là bên ngoại. Dạ, đó là đất ngoại. Đất ngoại, dạ. Ngoại cho. Rồi mẹ mới gặp ông sao ở Bình Dương quá á. Dạ, ở ngoài làm. Mẹ đi ra ngoài đó luôn. Dạ, chị ở đây làm. Dạ. Rồi bên nội mình đâu anh? Bên nội ở bên Đồng Tháp, bên Lò La Dung đi qua chợ La Sơn quá anh. Rồi em biết rồi, vậy là đất đai là bên đó có không? Không, ông già cũng khổ. Dạ, vậy là qua ngoài ở đầu bên này thôi. Anh này là ông ngoại còn sống, bà ngoại còn sống cho Đức cho. Luôn. Đó, dạ, cho cháu. Cho mình Đức luôn. Dạ. Sáng mấy chị em ăn cơm chưa? Rồi. Ăn rồi hả? Sáng này chắc ăn cá phải không? Ba đi xịt cá mà. Ăn giết ngán rồi lâu lâu bán hết cá các em. Mua cho miếng thịt. Mua miếng thịt chia nấu canh. Dạ. Cá khô khô cho con ăn như thế. Thì dưới này là vùng này thì chỉ có ăn cá thôi đúng không? Dạ. Mà cha này đi kiếm cá, ăn cá riết ngán hả? Em có thích ăn thịt không? Nói chú nghe coi. Chắc thèm ăn thịt rồi ha. Thôi hôm nay chú Thảo ghé thăm gia đình của mấy cha con của anh Vũ. Thì trước mắt thì nghe anh kể qua câu chuyện thì rất là đáng thương. Anh này có cái anh cô Julie Hoàng ở bên Mỹ có gửi cho mấy các con chai dầu đi, để dầu nước xanh này cũng tốt lắm. Có gì anh xích cho mấy bé hả? Ví dụ mùi cắn hay là mùi đốt hay là kiến rồi gì đó, anh để dành anh xích cho mấy bé. Em cảm ơn cô đã quan tâm đến gia đình. Cái này là của cô em. Cô Julie Hoàng ở bên Mỹ á. Còn đây là quà của gia đình ở bên Mỹ luôn, rồi tặng cho mấy cha con lần đầu tiên Thảo ghé thăm. Là cái này là của anh chị Nguyễn và các con của anh á, là gồm Nguyễn Nghĩa Nicholai, Nguyễn Nhật Nathan và Nguyễn Như Norman, là gia đình này ở bên California Florida của Mỹ á. Rồi tặng cho gia đình của anh Vũ 2 triệu đồng để anh có tiền lo thêm cho mấy bé ha. Con nhận tiền đi con, cảm ơn. Dạ đó. Cảm ơn. Thế bây giờ cái tên này nó dài quá. Dạ, cảm ơn gia đình cô chú ở bên Mỹ đi ha. Con cảm ơn gia đình của cô chú ở bên Mỹ đi. Con ngồi xuống đó, ngồi xuống. Ngồi xuống đàng hoàng con. Nói lớn lên đi, nói hết đừng ngại. Nói lớn lên con. Ở bên Mỹ cho con ha. Rồi. Ủng hộ quan tâm đến cha con của con. Rồi. Đó. Con coi con có biết đếm tiền không? Biết. Đó bao nhiêu? Coi chú coi coi. Con ngồi xuống đàng hoàng này xem. 2 triệu đời, đúng rồi. Thì thôi thì chú Thảo ghé thăm, nếu mà có duyên nữa thì có nhà hậu tâm mà giúp đỡ cho mấy cha con thì chú Thảo trở lại ha. Dạ. Thì em cũng cảm ơn anh với cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình cha con em. Dạ. Dù thi gần nó không lớn lao nhưng mà cả tấm lòng cả tình thương người. Dạ. Em biết nói gì hơn, em thành thật lòng là rất là cảm ơn và biết ơn sâu sắc. Rồi dạ. Chào quý cô chú anh chị canh sát phá vùng quê. Hôm nay thì Thảo trở lại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thăm gia đình của anh Vũ cả nhà. Thì gia đình anh Vũ thì trước đó Thảo có chia sẻ thì vợ anh thôi rồi anh chị có niềm hạnh phúc mới rồi, chị để lại mấy đứa con cho anh Vũ nuôi.
thì hoàn cảnh anh Dục cũng khá là khó khăn. Một mình anh đi làm thuê làm mướn rồi đi kiếm cá kiếm rau để nuôi con, và đặc biệt là anh cũng rất là thương các bé, nhưng mà do điều kiện và gia đình khó khăn thì anh không có điều kiện để mà cho các bé đến trường. Thì Thảo cũng có chia sẻ lên rồi, được rất là nhiều quý cô chú anh chị nhà hảo tâm thương có giúp cho gia đình mình một số tiền đó anh Vũ. Dạ. Dạ, để anh để dành lo cho các con ha. Dạ. 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 Rồi hôm nay Thảo ghé vô thăm gia đình, nhưng mà ở đối diện họ có cái đám mừng tuần cho nên nó hơi ồn, cô chú anh chị coi thông cảm giùm. Đôi khi nghe cái tiếng bên đó nó thu vô nhiều quá. Ừ. Bên đó là đám mừng tuần đó đúng không anh Vũ? Dạ đúng, đám mừng tuần của mợ. Dạ, mợ năm. Dạ. Cùng có mấy cô chú nói là giúp cho mấy bé đi học, nhưng mà Thảo nói ra cái điều kiện nếu giúp thì giúp hết cả bốn bé đi học thì cũng rất là khó đó đúng không anh? Dạ dạ. Giúp rồi anh Vũ mà ở nhà đưa rước thì cũng được. Dạ. Đó, nó cũng có cái khó đó. Đó em nói thiệt, nếu mà cháu nó đi học á thì nó hai đứa này đi học tối ngày. Dạ. Có thể em được, còn hai đứa này nó cũng đi học cho tỷ như em đi làm thì nó cũng đi về tự nó mang đồ ăn được. Nếu mà có phương tiện em cho đi học là gửi nó tối ngày luôn anh. Dạ. Mà cũng cũng khó đó, tốn kém bốn cả bốn bé là tốn khá nhiều đó. Khá nhiều. Hôm qua anh đi đi xiệt hả? Dạ em đi xiệt. Dạ hôm qua Thảo gọi thì bé bắt máy nè. Bé Diều đúng không? Dạ. Diều bắt máy biết cái Thảo luôn á. Bắt máy nói ba đi xiệt cá rồi, ba đi kiếm cá ăn rồi. Tại buổi sáng thì em đi xả lúa nhưng bữa nào nhiều tới chiều tối em về thì không đi kiếm cá ăn. Dạ. Còn đi về sớm thì em đi kiếm cá ăn, mình đỡ cái tiền mua đồ ăn và chỉ mua rau đồ nấu canh đồ thêm thôi. Dạ. Bé Duyên này đúng không con? Dạ. Chị hai là bé Duyên này, bé Diều này. Hôm nay có mấy cô chú nhà hảo tâm có nhờ chú Thảo mua bánh cho con đó, cho bốn chị em ha. Rồi mình để dành mình chia nhau ăn nha. Đây giờ chú Thảo soạn ra cho trước, xong rồi chú Thảo đọc tên rồi các cô chú anh chị nhà hảo tâm cho ba tiền để cho cả năm cho con luôn, thì ba để dành mua đồ ăn ha. Đây giờ chú Thảo soạn ra này. Đây bánh Danisa đó, mấy con nhận đi ha. Nhận được chút mà mấy con cảm ơn mấy cô chú bác ha. Đó, đó. Cảm ơn mấy cô. Từ từ còn nhiều lắm, để chú Thảo soạn ra cái đã rồi cảm ơn lần luôn. Cái đó là từ từ được khui ăn ha, cái hộp đó thì mình có thể khui sau cùng. Mình ăn mấy cái bánh kia trước nè, đây cái này sô cô la nha. Cái này nó chưa từng ăn luôn. À chưa từng ăn luôn đó phải không? Có được ăn chưa? Chưa, hôm nay thì được ăn quà ngon ha. Cái này chú Thảo chạy từ tới Sài Gòn xuống luôn đó. Rất là cực á. Bà dưới này cũng có, nhưng mà chú Thảo nói mua đến Sài Gòn xuống cho nó ngon nè. Cái bịch này con khui cái bịch này ra đi. Đó. Khui cái bịch ra đi, Thảo chịu cho. Nè con nè. Đây ngũ cốc và mấy bé pha uống ha, để cái đó pha từ từ uống sau cũng được. Dạ. Chú Thảo mua 4 bịch ngũ cốc đó. Đó. Mấy cái kèo này thì mình để ăn sau này. Con hiểu không? Wow ha, nhiều ha. Chưa từng đây bánh đậu xanh này cũng để ăn sau từ từ được, nó nằm trong hộp á thì con khui sau nha. Cái nào mà như mấy cái này để ăn trước ăn sau được này, nó còn nằm trong con hũ vậy thì con từ từ đã khui, con hiểu không? Đó. Trong hũ này đó. Mấy cái mà trong hộp này con từ từ ăn sau, nó không có hết hàng đâu, hiểu không? Đó, nhưng cái bịch này cũng ăn từ từ được nè. Đó, nhiều lắm á. Đó, bánh quy này cũng ăn từ từ được nè. Nhưng mà cái bánh này là phải ăn sớm nè. Cái bánh này là bánh bánh đậu xanh rất là ngon. Nhưng mà bánh này là bánh tươi. Cái này hàng được có 10 ngày rồi. Mấy chị em khui cái bánh này ăn trước nha. Đó, cái này ăn trước. Còn tất cả cái mọi cái khái là ăn từ từ đều được. Đó, xong hết rồi đó. Trời ơi, ai cũng há hức ha. Đây là cái bill. Cái này là của chị Mỹ Linh và bé Raymond ở bên Seattle. Nhờ Thảo mua cái số tiền là 1.383.000 đồng. Đây là cái bill để chú Tài Thảo gửi cho anh nè. Thảo mua trên Co-op Max ở trên Sài Gòn á. Chiều 383.000. Rồi xong. Đó, mừng không?
Vui không? Cái gì nói thiệt lên nói lớn lên. Ờ, vui nói lớn lên chứ. Hồi xưa giờ có được ăn nhiều bánh vậy không? Không. À, à, bà định mua cho mấy bé mấy cái thùng mì để khi nào anh có đi làm mấy bé ở nhà có ăn, nhưng mà thùng mì em chợ không có nổi. Dạ. Đi xe máy chợ đâu có hết được. Dạ. Cho nên là thôi chút nữa nhà hảo tâm cho tiền á. Dạ. Thì rồi anh mua thêm mì thêm đồ cho bé đi ở nhà, có muốn ăn gì ăn ha. Dạ. Dạ. Đó cái bịch mà sô cô la đó ngon lắm á. Đó đúng rồi á. Dạ. Đó, bịch đó ngon lắm mà chút mấy con ăn đi ha. Ăn thử đi. Đó, khui ra ăn thử đi, rất là ngon. Đó. Đó. Này. Ăn ăn đi rồi lấy cái muỗng múc ra ăn ha. Đó, cái đó rất là ngon đó, sô cô la đó. Ừ. Rồi rồi sao? Có mừng không? Cảm ơn đi chứ. Cảm ơn cô chú. Ừ, cảm ơn nha. Để coi chú Thảo con cái quà này là đúng rồi, của chị Mỹ Linh và bé Raymond ở bên Seattle của Mỹ á. À, có nhờ Thảo mua bánh á, là cảm ơn cô Mỹ Linh ha. Với anh chị ở bên Mỹ á, mua cho mấy con đó. Dạ. Ừ. Rồi mấy chị em mình cứ để trong nhà để ăn từ từ ha. À, chú Thảo có dặn rồi đó, cái mấy hộp bánh đó là mình ăn từ từ sau được. À, anh dụ ha, anh dụ. Dạ. Dặn cho mấy bé mấy cái nằm trong hộp thì mình khui từ từ ăn. Tại Thảo mua đồ khô về để mấy bé xài từ từ. Đó, còn những em cái đồ... nói thiệt cảm ơn anh với các nhà hảo tâm đồ đã quan tâm cho con em thì em vui mừng luôn. Dạ. Ừ, đây là còn cái niềm vui của mấy bé đó, rất là vui kìa, mình thấy bé nào cũng vui. Tại vì á, tiền mua đồ ăn còn không có mà lấy đâu mà mua bánh mua kẹo đúng không anh Dũng ha? Dạ. Dạ, được được cái niềm vui này là mấy bé rất là mừng luôn á. Rồi bây giờ là đến cái phần mà chú Thảo đọc tên nhà hảo tâm. Các nhà hảo tâm cho tặng cho mấy cha con một số tiền để mà anh dụ dự mà lo cho mấy bé. Cái số tiền hôm nay nhà hảo tâm cho là cũng nhiều đó anh, được 13.300.000 luôn á. Dạ. Nhiều không mấy con, nhiều không hả? Ừ, để dành cho ba mua đồ ăn. Dạ. Ba lo cho các con nha. Nó thiệt chứ nếu mà chúc cho em được đợt này em mừng lắm, mừng. Em dự định là em tính mua đồ Tết cho cháu, mua dép, mua đồ. Dạ. Tết đó, mà màng thì sắm bốn đứa này thì nó quá ngán luôn thiệt, chứ mà giúp đỡ cho em được kiểu này là em rất là mừng. Dạ. Đúng rồi, anh nói gì cũng đúng. Ok, lo cho bé được cái gì thì tốt cái đó đó anh. À. Tết tốn, Tết chắc thiếu dữ lắm, thiếu thốn ha. Dạ. Một mình mà đi làm thì đâu có được nhiều. Dạ. Ừ. Rất là ngon hả? À, ơi, cũng vậy kìa. Đây để chú Thảo đọc tên các nhà tâm tặng rồi đưa tiền cho ba. Cụ thể là có chị Trinh ở Đài Loan gửi tặng 1 triệu đồng. Anh Thái ở Anh Quốc tặng 2 triệu đồng. Anh Đức ở Mỹ tặng 100 đô là được 2 triệu rưỡi. Chị Nhi ở Cầu Ngang, Trà Vinh tặng 500 ngàn. Cô Mai Lan ở Úc tặng 1 triệu đồng. Em Châu ở Sài Gòn tặng 300 ngàn. Chị Mỹ Linh và bé Raymond ở Seattle tặng 7 triệu 380 ngàn. Trong đó là chị nhờ mua cái số lẻ, lấy cái số tiền lẻ ra là 1 triệu 380 ngàn là mua đồ. Thì Thảo mua thì có cái biên lai đó rồi đó. Thì tổng cộng cái số tiền là được 14 triệu 680 ngàn, thì Thảo trừ cái tiền mà mua đồ là 1 triệu 380 ngàn thì còn lại 13 triệu 300 ngàn. Thì số tiền 13 triệu 300 ngàn này thì đưa cho anh Vũ để anh để dành. Anh lo cho mua sắm đồ Tết rồi mua sắm đồ cho các bé. Đó, để cũng như là mua đồ ăn, đồ gạo thóc trong nhà. Yeah. Lo cho các bé. Rồi thì đây là cái số tiền 13 triệu 300 ngàn, anh Vũ nhận đi. Đó, anh coi đủ không dùm em cái đã. Ờ, chứ như cụ thôi không có sao đâu anh ơi. Cái này Thảo nhờ anh kiểm dùm coi đủ không á. 500, 600. Mười ba triệu ba trăm ngàn. 13 triệu 300 ngàn. Rồi đủ anh Vũ ha. Dạ đúng. Dạ. À, cái này là của tất cả nhà hảo tâm, nhiều hồi nãy giờ Thảo đọc tên đó, của rất là nhiều nhà hảo tâm ở trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, cho năm cha con để mà có điều kiện mà lo cho các bé. Rồi bây giờ anh Vũ nhận được cái món quà gì anh mừng, thì anh có nói gì không? Em mừng quá, mừng không biết nói gì. Em cảm ơn và các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, anh Thảo YouTube đã giúp cho con em trong thời gian khó khăn này.
em thật lòng là cảm ơn và biết ơn sâu đậm. Dạ. Một lần nữa là chúc mừng mấy cha con anh ha. Dạ. Em hỏi thăm cái này, có mấy anh chị họ coi được nhân vật, coi được kênh có. Họ nói muốn xin mấy bé mà em nghĩ chắc anh cho đâu ha. Không. Đó, thì Thảo lương tiền giải thích qua đây luôn. Dạ. Em biết chắc là anh Dũng cho được, tại thấy anh rất là thương con. Dạ. Dạ. Là anh chịu ha, dù dạ. có đói có khổ cũng lo đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tất tiền còn nó bay, bay con nó bay con nó bay mất á. Ờ đưa cho ba đi, đưa cho ba đi. Kẹo nó bay mất, gió nó bay mất uổng lắm á. Còn tờ sau lưng nữa kìa, chú Thảo thấy bay luôn sau lưng tờ, sau lưng ba á. Phải không? Không có. Ờ, anh đếm lại coi đủ không nha, sợ nó bay mất à. Con cầm tấm này nè, không được mất tấm đó. Rồi con tắt quạt đi, cho nó đỡ bắn. Đó, đỡ bắn. Sáng ăn, ăn cơm chưa? Dạ rồi. À, ăn rồi đấy ha. Hôm nay có đồ ăn không? Có. Có ha, vậy là được rồi. Rồi chút nữa ăn bánh đi, thích ăn cái gì ăn nha. À. Đủ chứ anh? Đủ rồi. Ờ, kẹo gió nó bay mất á. Thấy hôm giờ em đi làm đó, sáng có 3 giờ em đi sớm hoài, hôm bữa nào đi màng hoài. Rồi cứ cá kho, cá chiên, cá kho, cá chiên hoài mấy cháu. Hồi bữa nay em qua em xịt cá. Dạ. Rồi kiếm được mấy con cá rồi xong rồi đi mua miếng thịt về làm cho con quấn bánh tráng. Cũng bánh tráng ngon ha. À, ăn hoài tội với mấy đứa. Dạ, khui cái đó ăn đi, khui ăn đi. Khui ăn đi. Đừng có sợ, cho con rồi đó. Cho mày đó. Rồi vậy thôi em chào anh Vũ luôn, chào mấy chú Thảo, chào mấy con nha. Dạ. À, rồi ăn đi ha. Mừng phải không? Ngày à? Ăn đi chứ đừng có ngày vậy đó. Ừ. Rồi vậy thôi chú Thảo đi á. Bye bye mấy con nha. Dạ. Sô cô la chứ gì. Duyên ăn đi. Bánh đậu xanh á, rất là ngon đó. Rồi cha ăn thử với con đi. Ngon không? Con ăn thấy ngon không? Dạ ngon. Ờ chắc lần đầu tiên con ăn bánh này đó ha. Ừ, bánh này là bánh đậu xanh đó. Ta biết cái giữa là gì không? Ăn đi con. Sô-cô-la đó. Ừ. Ngồi ăn đang quay như ký chá. Nói cái đứa ngồi ăn cái kỹ kìa. Kinh quá trời. Nước này.